Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Nơi đây em sẽ cập nhật cho quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn một vài thông tin liên quan tới thị trường bất động sản, một vài thông tin bất động sản gần nhất, những biến động đang xảy ra tại thị trường thực tế cũng như là những nhận định cá nhân của em về thị trường bất động sản. Hy vọng rằng sẽ giúp ích được đến với quý cô chú, anh chị và các bạn một góc nhìn mới về thị trường bất động sản hiện nay. Và hôm nay tiếp tục chủ đề liên quan tới thị trường bất động sản thì em xin tổng hợp lại những thông tin gần nhất, những vấn đề xoay quanh thị trường bất động sản dịp cuối năm 2023 và chào đón năm mới năm 2024. Cứ như thường lệ thì vào thời điểm này, thời điểm gần Tết Nguyên Đán thì thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là cái khu vực toàn bộ khu vực phía Nam nói chung. Ở khu vực phía Bắc thì em xin phép không được nhắc tới tại vì em không có nắm rõ ở thị trường khu vực phía Bắc. Thì quý cô chú anh chị và các bạn nào ở khu vực phía Bắc thì cũng có thể góp ý thêm để cho mọi người có thể cập nhật thêm tình hình bất động sản hiện tại ha. Và tính tới nay, thời điểm cuối năm 2023 thì ở khu vực phía Nam vẫn chưa có cái động thái khởi sắc và sôi động trở lại. Hiện đã hết cái quý cuối cùng của năm 2023 rồi. Và cái sự ảm đạm, trầm lắng nó vẫn đang bao trùm xung quanh cái ngành địa ốc. Và hiện tại thì một số doanh nghiệp bất động sản đã có những cái chính sách ưu đãi cho khách hàng, trong đó có động thái là giảm giá sâu để mà kích cầu. Nhưng mà nhìn chung thì thị trường cũng không có mấy khả quan. Và mặc dù là ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay, nhưng mà thị trường thì vẫn cứ tiếp tục trầm lắng. Và cái lý do tại sao thì ở nhiều clip trước em cũng có phân tích qua rồi, đó chính là lãi suất cho vay hiện tại là lãi suất ban đầu mà thôi, sau đó thì nó thả nổi theo thị trường thì cũng sẽ rất là cao, cho nên là nhiều người hiện tại cũng đang e dè trong việc vay vốn trong thời điểm hiện nay. Và đặc biệt ở thị trường hiện nay đang có một cái tình trạng là dư thừa các mặt hàng, các sản phẩm bất động sản phân khúc giá cao, nhưng mà lại thiếu hụt trầm trọng phân khúc nhà tầm trung, nhà giá rẻ, đặc biệt là các khung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ. Và hiện nay trên thị trường thì cũng không còn cái hiện tượng cuối năm mở bán rầm rộ như mọi năm nữa. Bất động sản khu vực phía Nam cuối năm 2023 thì hiện tại rất là trầm lắng và sức mua rất là kém. Hồi đầu tháng 10 á, có cái một cái dự án chung cư cao cấp giá dự kiến lên tới là 90 triệu đồng trên một mét vuông luôn ở quận 7. Em không nói tên ở đây, em xin phép không nói tên nha. Lúc bắt đầu nhận đặt chỗ thì đặt chỗ cho cái rổ hàng khoảng là 100 căn. Và đầu tháng 12 này, cái tỷ lệ đặt cọc trước nó chỉ đạt là 30% mà thôi, thấp hơn rất là nhiều so với cái mức mà chủ đầu tư họ dự kiến. Và thường thì cái chính sách bán hàng, cái tỷ lệ ký hợp đồng mua bán nó còn khoảng là 50% so với cái lượng đặt cọc đó, thậm chí là nó còn rớt xuống là 20-30% mà thôi. Thế cho nên đối với 100 căn như thế thì nếu mà đến lúc mở bán thì có khả năng chỉ bán được khoảng 15-16 căn là cùng. Và cái thanh khoản bây giờ rất là thấp, chủ đầu tư họ cũng không bán như dự kiến được. Và do cái sức mua nó rất là thấp như vậy, nó khiến cho nhiều dự án ở thành phố Hồ Chí Minh phải tạm dừng cái kế hoạch xả hàng cuối năm. Và cũng cái tình hình đó trên cái khu vực quận 2 cũ trước đây, bây giờ thuộc thành phố Thủ Đức, thì một cái dự án chung cư nó triển khai từ năm 2019 rồi và vừa tái khởi động vào tháng 9 này và dự kiến mở bán tập trung vào tháng 11. Tuy nhiên thì gần 3 tháng rồi, dự án này chỉ bán được có khoảng là 12 căn mà thôi. Và cũng như vậy với một cái dự án khác nữa trên cái tuyến Vành Đai 3 ở thành phố Thủ Đức thì cũng đã ngừng bán hàng luôn rồi để mà hoàn thiện các khâu pháp lý cho các block mới. Cái dự án này chào bán từ năm 2022 rồi và lúc đó thì vẫn có ghi nhận được cái thanh khoản nó tích cực. Và rồi chủ đầu tư họ cũng có cái kế hoạch mở bán cuối năm nay nhưng mà họ buộc phải dừng lại luôn. Một phần là do sự thăm dò cái sức mua hiện tại nó không có tốt như kỳ vọng nữa, họ không dám bung hàng ra. Và một phần là do cái tiến độ pháp lý của dự án nó chậm hơn kế hoạch đề ra. Hay ở cái khu vực Bình Chánh thì cũng có một cái dự án phức hợp nó đang có cái đợt mở bán hàng cuối năm khoảng là 50 căn với cái đợt hàng loạt các khuyến mãi luôn, chiết khấu rất hấp dẫn. Theo các đơn vị phân phối của cái dự án này thì cái sức mua nó khá thấp, hiện thì nó vẫn còn khá nhiều các sản phẩm đang tồn kho. Và cũng như vậy có một cái chung cư gần ngã tư Bình Thái của thành phố Thủ Đức nó cũng chào bán từ tháng 3 đầu năm đến tháng 12 và bây giờ chưa hết chỗ hàng.
bán chưa hết luôn. Và chỉ có một số căn được chiết khấu mạnh như là 40-50% thì mới được bán ra nhanh. Còn cái nguồn hàng còn lại thì giao dịch rất là chậm. Và tính từ đầu tháng 11 đến nay thì thành phố Hồ Chí Minh có hai cái dự án, nó có cái giỏ hàng quy mô cũng lớn được mở bán và ghi nhận cái thanh khoản nó tích cực hơn một xíu. Đó là cái dự án The Previa của Khang Điền và cái dự án Akari City của Nam Long, cùng thuộc cái khu vực là Bình Tân. Và theo một số đánh giá của các sàn môi giới, những cái nơi mà họ phân phối những cái sản phẩm này, thì họ đánh giá là hai cái dự án trên được bán nhờ danh tiếng của chủ đầu tư. Nói chung là hai chủ đầu tư này cũng khá nổi tiếng, và nó có một cái mức giá bán với cái chính sách thanh toán rất là tốt. Khách mua chủ yếu là để ở. Và nếu mà đúng như vậy thì đây được coi là hai cái dự án hiếm hoi ghi nhận cái sự giao dịch tích cực trên thị trường bất động sản trong 6 tháng vừa qua. Tuy nhiên thì cái nhu cầu để ở hay là đầu tư hay là đầu cơ thì phải đợi đến cái lúc mà bàn giao nhà, xem coi thử cái tỷ lệ bỏ trống là nó bao nhiêu thì lúc đó mới biết được. Chứ bây giờ thì những cái nơi mà họ phân phối thì họ nói rằng là khách hàng chủ yếu mua để ở, ai cũng nói rằng là mua để ở hết, nhưng mà đến lúc là bán xong xuôi hết rồi lại thấy là chào bán tiếp đợt 2, chào bán tiếp đợt 3, rồi họ bắt đầu ký gửi lại cho các sàn để mà bán tiếp, bán chênh lên để kiếm lời. Thế cho nên em mới nói rằng là bán nhiều thì dựa trên những số liệu mình biết như vậy thôi, nhưng mà trên thực tế thì bán cho ai mới là quan trọng. Bây giờ người mua hầu như là phải tiếp cận tới nguồn vốn vay, những người có nhu cầu ở thật á, họ phải tiếp cận được với vốn vay, họ phải đủ có khả năng tài chính thì họ mới dám mua trong thời gian này, mà cái số lượng người đó thì nó rất là ít. Mà đối với hai cái dự án này thì nghe nói rằng là bán rất là nhiều luôn, thì không biết là bán cho đầu tư, đầu cơ hay là bán cho người mua ở thật, thì nó thế nào thì cũng phải đợi tương lai mới biết được ha. Và đối với cái tình hình như thế này thì ngay cả thị trường ở tỉnh trong 12 tháng vừa qua nó cũng chỉ có lác đác vài dự án cũ mở bán nhỏ giọt mà thôi. Các dự án mới dự kiến là mở bán thì đều không có thể vào về đích được như kỳ vọng. Một cái ví dụ cụ thể như là ở cái dự án Phú Đông Sky One của Đông Group ấy, thì được từng là thông báo trên kế hoạch là triển khai cái dự án này từ đầu năm đến nay rồi, nhưng mà cái quá trình hoàn tất pháp lý nó kéo rất là dài, cả năm nay chưa xong. Và thông tin từ chủ đầu tư cho biết rằng là giữa tháng 12 này là dự án sẽ khởi công và phải sang năm 2024 mới có thể triển khai bán hàng được. Hay là ở cái khu vực Nhân Trạch, Đồng Nai cũng vậy. Ở nơi đây có một cái dự án chung cư duy nhất ở đây đang được triển khai. Cho dù nó đã nhận booking ngay từ đầu năm rồi và đến nay vẫn chưa có thông tin mở bán chính thức luôn. Một phần là do họ đợi hoàn thiện pháp lý, nhưng mà theo chia sẻ của nhiều đơn vị phân phối ở đây ấy, thì nhiều người cho rằng là do cái sức mua nó quá thấp đi, họ không đạt được cái kỳ vọng của chủ đầu tư cho nên là không mở bán tập trung vào cuối năm này nữa. Và thực tế là nó có cả hàng tá các lý do khác để cho mà chủ đầu tư không dám bung hàng trong dịp cuối năm này, cũng như là bây giờ mà có bung ra thì bán không được, thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cũng như là sự kỳ vọng của những nhà đầu tư ruột của những cái dự án này. Thế cho nên là các doanh nghiệp bất động sản này họ cũng phải ráng ôm hàng đó để mà chờ đợi thời cơ luôn. Và bây giờ thì một số nhận định về cái nguồn cung của bất động sản cuối năm nay, thì tính riêng ở trong tháng 11 vừa qua thôi thì ở thành phố Hồ Chí Minh có một cái số liệu rằng là có khoảng 115 các sản phẩm đất nền và 740 cái căn hộ chung cư, 34 các căn nhà liền kề được mở bán mà thôi. Chỉ có cái phân khúc căn hộ nó có thanh khoản tốt hơn một xíu thì nó bán ra được là 681 căn. Thì quý cô chú anh chị và tất cả các bạn cũng có thể dự đoán được rằng là cái dự án nào bán nhiều nhất rồi ha. Tháng 11 thì chỉ có hai cái dự án như hồi nãy em có nêu tên ra thì được mở bán và thành công nhất thôi. Và hiện tại thì cái lượng tiêu thụ đất nền nó cũng giảm tới 88% rồi, và những cái căn biệt thự liền kề là không bán được một sản phẩm nào luôn. Đó là tính ở khu vực phía Nam thôi quý cô chú anh chị. Và rõ ràng là những cái căn chung cư mà nó bán tốt thì trong đó là có những cái nhóm dự án nó đã đầy đủ pháp lý rồi, được phép mở bán rồi, xây dựng thì được nói chung là ổn định và có nhà phát triển bất động sản nó được uy tín hơn một xíu. Nhưng mà đối với những cái dự án kiểu này thì rất là hiếm trên thị trường. Và các dự án có thanh khoản tích cực thì nó giúp mang lại một cái tâm lý là phấn khởi cho thị trường dịp cuối năm. Nhưng mà nhìn vào tổng thể
thì vẫn đang còn gặp rất là nhiều khó khăn, chưa thể phục hồi được trong thời điểm này. Và theo số liệu báo cáo thì cho thấy rằng là quý tư ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có tối đa khoảng tầm là 2.000 đến 3.000 sản phẩm được chào bán, được mở bán, mà trong đó thì cái phần lớn là các giỏ hàng ở những cái dự án cũ được chào bán rải rác và nó bán ở các giai đoạn tiếp theo mà thôi. 53% các nguồn cung thuộc loại hình này là đều là loại hình cao cấp hạng sang, và phần còn lại của dự án là trung cấp, khoảng giá từ là 45 triệu đồng trên một mét vuông trở lên. Nói chung là nó rất còn rất là cao, giá còn rất là cao. Và nhiều người cũng thường lấy cái lý do rằng là ghi nhận nhiều cái dấu hiệu tăng nhẹ trở lại, do là có một số dự án người ta có pháp lý đầy đủ rồi, người ta sở hữu được một cái vị trí tốt, những cái nơi mà nó giao thông nó thuận tiện, kết nối đến nhiều khu vực, và cái mức chiết khấu của những dự án đó nó hấp dẫn, thì kéo theo là có sức mua thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái số lượng dự án này nó rất là ít, đếm trên đầu ngón tay mà thôi, rất là ít. Bây giờ pháp lý vẫn là cái rào cản khiến cho nhiều dự án họ lỡ hẹn với thị trường. Và cái điều này nó cũng khiến cho cái thanh khoản cuối năm nay nó có sự cải thiện một xíu, nhưng mà nó khó có thể mà chuyển biến lớn được. Và hiện nay thì ở các khâu phát triển dự án thì đều bị kiểm soát rất là chặt chẽ, đặc biệt là các khâu pháp lý. Và điều này nó cũng khiến rất là nhiều các dự án bị đình lại, không thể mà tiếp tục triển khai tiếp được. Và việc nhiều cái chủ đầu tư họ không đảm bảo được cái tiến độ dự án là một trong những cái nguyên nhân khiến cho khách hàng họ mất niềm tin vào thị trường này. Và do đó thì trong thời gian sắp tới, các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, các chính sách bán hàng phải được linh hoạt, thì nó sẽ là cái yếu tố quyết định để mà triển khai bán hàng nhanh chóng, tạo dựng được cái niềm tin cho thị trường. Còn đối với những cái dự án mà pháp lý không rõ ràng thì chắc chắn luôn một điều rằng là sẽ tiếp tục ôm đó, tiếp tục nằm chờ tiếp. Và chính vì thế rõ ràng là chúng ta cũng có thể nhận định được rằng là năm 2024, ít nhất là nửa đầu năm 2024, thì cái nguồn cung nhà đất nó vẫn sẽ như thế thôi. Nó vẫn nhỏ giọt những cái dự án mà nhà giá rẻ, mà nó mọc ở đâu đó chứ không phải là ở thành phố nữa. Nếu như ở thành phố phát triển được những cái khung nhà giá rẻ này thì hy vọng rằng là nó sẽ kéo được cái mặt bằng giá xuống một xíu. Còn nếu mà không phát triển được ở khu vực thành phố thì rất là khó để mà điều chỉnh được mức giá thị trường hiện nay. Và thật sự là ở mùa Tết này, những cái mùa này thì mấy năm trước đó thì ở các quán nhậu, các đại gia bất động sản và các cò đất họ cũng cụng ly với nhau khí thế lắm. Họ nói chuyện toàn là tiền tỷ thôi, thì biết bao giờ mới quay lại được cái không khí như ngày xưa nữa. Và chúng ta cần nhìn vào cái tình trạng thực tế hiện nay là cái nguồn cung nó không khan hiếm như các công ty bất động sản họ nói. Bây giờ cái công ty nào cũng có cái quỹ đất rất là lớn, quỹ đất để mở những dự án mới, có thể là bán 20 năm nữa những cái dự án cũ hiện nay vẫn còn chưa hết. Còn thực sự nếu mà ở cái mùa bình thường nó đang sốt đất, đang sốt bất động sản, thì thực sự là chủ đầu tư họ sẽ găm hàng đó, họ chờ thị trường tăng giá lên, sau đó là để mở bán một lần để họ hốt một lần luôn. Và hiện tại thì do sức mua nó rất là yếu kém, rất là kém, nên chủ đầu tư họ càng không thể mở bán được, nên hiện nay đang trong cái tình cảnh là nằm chờ thôi, chờ thời. Và chỉ cần nhà nước bây giờ ra được một cái quy định rằng là dự án trong vòng 3 đến 5 năm không đưa vào khai thác thì sẽ bị thu hồi dự án đó và đánh thuế đất bỏ trống, thì lúc này chắc chắn một điều luôn, các chủ đầu tư này họ chắc chắn họ chấp nhận, họ chịu tung hàng ra để họ bán mà thôi. Và trên đây là những cập nhật, những biến động của thị trường bất động sản khu vực phía Nam, tại thị trường khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu vực thành phố Hồ Chí Minh dịp cuối năm 2023 và chào đón năm mới năm 2024. Thì hiện nay thì nhìn chung là thị trường nó vẫn còn ảm đạm, chưa có một dấu hiệu gì gọi là dấu hiệu tích cực hết. Và theo quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn thì năm sau còn cơ hội nào cho thị trường bất động sản phát triển trở lại hay không? Và ở khu vực của quý cô chú, anh chị và các bạn thì hiện tại bất động sản đang biến động ra sao? Thì mọi người hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để cho tất cả mọi người cùng nhau cập nhật những thông tin mới nhất, những thông tin thực tế tại thị trường nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.